Thưa quý khán thính giả, ngày hôm qua tiếp tục vụ kiện của công ty Dominion nhắm vào đài Fox, đặc biệt cái khu vực tin tức Fox News á, kiện 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim vì nói rằng các sướng ngôn viên, những người điều hợp chương trình này đã đưa ra những cái tin tức sai lệch gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của Dominion, nghĩa là ảnh hưởng về uy tín bởi vì từ xưa tới giờ trong các cuộc bầu cử Dominion đã cung cấp dịch vụ cung cấp các máy để kiểm phiếu ấy vậy trong các chương trình của đài truyền hình Fox News ủng hộ với tuyên bố của ông Trump là có cuộc gian lận trong đó có thể là gian lận từ những chiếc máy của Dominion các điều hợp viên các sướng công viên của đài truyền hình này tiếp tục lên trên đài đưa ra các thông tin sai lệch đó trong một phiên hầu tòa mới nhất Dominion đưa ra một bằng chứng trong đó có những email từ các vị giám đốc theo dõi các chương trình tin tức của đài trong đó có bà susan scott giám đốc phân bộ về tin tức bà đã gửi cho các xướng ngôn viên những email sau đây bà nói rằng quý vị bởi vì sao thời điểm đó có hai phe trong đài truyền hình fox một phe thì nói rằng chúng ta cần kiểm chứng những tuyên bố của ông trump về vấn đề gian lận và kể cả luật sư của ông Trump nữa đưa ra những tin tức bậy bạ không thôi. Trong khi ở Georgia, ở các tiểu bang khác họ đã có việc kiểm chứng bầu cử rất là minh bạch rồi. Tại sao sứ ngôn viên trên đài vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump để nói rằng những tin tức đó là sai lệch? Hai phe và có một phe yêu cầu chúng ta cần kiểm chứng những tuyên bố tweeting của ông Trump hoặc là những tuyên bố luật sư ông Trump đưa ra. Bà Susan Scott tuyên bố tất cả những yêu cầu này chấm dứt ngay lập tức bởi vì trong thời gian qua khán giả ủng hộ ông Trump đã gọi vào đài truyền hình Fox và chỉ trích nói rằng quý vị tuyên bố của ông Trump là có thật chúng ta phải cần đi tìm hiểu sự thật là Dominion có thực sự là gian lận những cái chuyện này hay không tại sao lại muốn kiểm chứng ông Trump cho nên cái cái lá thư của bà Susan có rất là tai hại cho cái vụ kiện này bởi vì chứng minh cho thấy, vì quyền lợi, bà Susan Kopp đã nói rằng quảng cáo sẽ bị ảnh hưởng nếu khán giả này áp lực với các hãng quảng cáo và khán giả tuyên bố họ sẽ tắt đài truyền hình Fox không xem nữa nếu như cứ tiếp tục đưa ra những lời kiểm chứng này. À, thưa quý vị, không những như vậy mà ngoài cái chuyện truyền hình Fox, chúng tôi thấy nhiều đài truyền hình khác nữa, trong đó kể cả những đài của Việt Nam rồi trên trên mạng YouTube, mạng truyền thông xã hội cũng gặp áp lực rất lớn từ khán giả và các sướng ngôn viên dựa trên điểm đó, họ ùa theo để đưa ra những tin tức sai lạc này vì lý do lợi nhuận. Câu hỏi đặt ra là đối với cá nhân anh, mình chỉ đặt cái vấn đề mà giả thuyết thôi. Nếu anh làm giám đốc của đài truyền hình Fox hay bất cứ một cái đài truyền hình, một cái đài truyền thông nào mà anh cứ phải nghe khán giả gọi vào áp lực là tuyệt đối. Mặc dù anh biết, anh biết cái chuyện đó là sai nhưng mà anh nói, ồ chắc cha bây giờ uh, nếu mà khán giả nó áp lực mình không đi quảng cáo hoặc là chỉ trích tắt đài mình, vấn đề đó quyền lợi thì anh sẽ phải quyết định như thế nào. Cái câu mình Thùy nói bây giờ đó là số lượng áp lực của khán giả là nói với đài rằng nếu mà tiếp tục như thế thì không quảng cáo. Cái câu tôi sẽ hỏi ngược lại nếu mà mà mình không có thống kê đó, số lượng nó là bao nhiêu? Hả? À, tôi nói ví dụ thế này đi. Bây giờ trong một cái đài mà một ngày hôm đó có 20 khán giả gọi vô áp lực như vậy. Nó có nhiều không so với những người thầm lặng họ không nói? Tôi vâng, xin, vâng. Vâng. Phải không? Vâng. Vâng. À, ừ. Mình nói là thì mình phải nói là số lượng là bao nhiêu? Bởi vì tôi chỉ căn cứ một cuộc bầu cử thôi. Nếu mà đài Fox họ thấy được rằng trong cuộc bầu cử năm 2020 đó, ông Biden thắng tới 7 triệu phiếu. Thì điều đó có nghĩa là dù có một số người nó cứ liên tục nó gọi chăng nữa đó thì nó có liệu có bằng với số người âm thầm mà họ ủng hộ hay không là đầu đầu tiên. Ừ. Cái điều thứ hai cái trường hợp đài Fox thì nó là đặc biệt. Cái ông tổ sư của đài Fox là ông Murdoch đó. Yeah. Ông là người ủng hộ Trump tuyệt đối từ đầu tới cuối cho nên ông mới có để cho nhân viên ra những cái chỉ thị như vậy. À. Chứ còn nếu mà làm một cái đài truyền hình bình thường anh hỏi tôi nếu mà tôi là sếp đài truyền hình ừ. của ứng xử ra sao đó thì cái thứ nhất là tôi phải căn cứ trên cái đạo đức nghề nghiệp cái đã. Và cái đạo đức nghề nghiệp đó phải để cho những người xứng ngôn viên có một cái quyền để họ chọn lựa tin tức mà không được can thiệp vào. Miễn là họ không được mạ lị, không ừ. được phỉ bán không được dựng lên những cái chuyện mà không có thật. Họ phải tôn trọng sự thật. Còn nếu mà tôi là cái người ủng hộ bên này hoặc bên kia thì nó rõ là rõ hoàn à, toàn à, khác đó, nhau. Đó là trường hợp đài Fox. Ừ. Tôi đưa một thí dụ thôi. Cá nhân tôi đã có một kinh nghiệm. Tôi đã từng làm việc trong một đài truyền thông. Và tôi biết rằng khi mà tôi với là một người nữa khi nói chuyện phân tích về cái trường hợp ông Trump đó. À. Hoàn toàn dựa trên những cái chuyện 6 tháng riêng thì ai cũng biết. Nhưng mà người ta chỉ muốn ni che tay. Người ta Đúng bịt rồi. mắt người ta không muốn xem Đúng thôi. Rồi. Khi chúng tôi nói về vụ 6 tháng riêng thì có nhiều một vài người khán giả gì đó gọi vào trong sự xếp đài than phiền là Ôi ông Thái với cái ông kia thì sao cứ chỉ trích trâm Tôi nói với vị giám đốc của đài đó, tôi bảo tôi cho ông bà một sự chọn lựa. Hoặc là ông bà để chúng tôi tự do nói. Đúng. Chúng tôi không có mạ lị ai hết. Ừ. Chúng tôi không chụp mũ ai hết. Chúng tôi không nói sai sự thật nào hết. Ừ. Còn nếu ông bà là chủ đài mà can thiệp vào cái chuyện tôi làm đó thì ngay ngày hôm nay tôi, tôi không nghĩ. làm nữa. Ừ. Và sau đó tôi nghỉ vâng, đây là một cái xứ sở tự do. Cái đài A có một cái chủ trương như vậy thì tôi là xứ nhân viên, tôi được quyền bỏ cái đài đó tôi đi làm đài bếp mà. Các xứ nhân viên và những người làm tin tức của đài Fox, bởi vì họ ngập mình ăn tiền và có thể lương bổng họ cao quá. Đúng vậy. Hoặc là họ ủng hộ ông Trump trong suy nghĩ của họ chứ không phải là về vấn đề tiền. Vì vấn đề ừ. lý tưởng gì đó, ông Murdoch là sếp ủng hộ ông Trump, thì những cái ông bà của sứ nhân viên của đài Fox họ cũng tôi benefit from the doubt. tôi cho rằng họ là những người hoàn toàn vì lý tưởng yêu ông trump thì cái đó là của đài fox nhưng mà nó có sự chọn lựa của sứ này anh không thích you can take it or you leave it hai vấn đề được đưa ra thưa quý vị trong thời gian qua chúng ta cũng thấy đó là các dư luận đều cho thấy đài truyền hình fox news ủng hộ ông trump và như chú quý vị đã biết đó là cái người làm chủ chỉ bị họ bị kiện thôi chứ không phải thì vấn đề là ủng họ, hộ <laughs> họ thiên vị rõ ràng bên phía bên kia cnn lại cho rằng là chống ông trump và họ có cuộc khảo sát hàng ngày trên cái newson đó họ đo lường thì họ biết đại đa số khán giả ủng hộ ông trump là họ theo dõi đài truyền hình fox và anh để thì ý em. thấy đó khán giả cũng thế nữa những khán giả nào trong đó cộng đồng người việt ủng hộ ông trump thì họ không tune in không có theo dõi cái đài nào mà nói chỉ trích ông Trump mà họ chỉ nghe theo và đó là cái điểm mà chúng tôi nói rằng từ cái việc đó mà những kẻ lợi dụng ông Trump đó ở khi họ không có ủng hộ ông Trump trong trường hợp này Tucker Carlson, Sean Hannity mặc dù ủng hộ đảng Cộng hòa ủng hộ cái khuyên hướng lập trường bảo thủ nhưng họ không ủng hộ ông Trump họ chỉ trích thậm chí họ trên đài thì họ nói như thế này đằng sâu lưng họ nói mẹ cái thằng cha này crazy he's crazy không nói như vậy thì thì thôi họ không ngoài là những người có đạo đức về nghề nghiệp thôi. ok thì thì vấn đề chính là khán giả họ sẽ phán xét sau cái vụ này mà đó, khổ đó. sau vụ này là khán giả sẽ phán xét phải không bởi vì tôi nói điều như thế này này đã có một số người mà trong đó có những người bạn của chúng ta nữa dạ, vâng. đã hết mực ủng hộ ông trump dạ. nhưng mà cái lương chi của con người ta khi tới một lúc nào người ta thấy là something wrong rồi người ta xét lại phải không? nếu Thư, nếu được không điều không đó không? nếu được nhưng được mà xét lại. Giờ từ từ có những người đó, họ đã bị nero đau cái đầu dạ. họ vào một cái box vâng thì nói cái gì họ cũng không thay đổi. Đó. We we have no time to convince them. Chúng ta không mất thì giờ Nhưng để Nhưng mà qua đi, cái tin này mới thuyết phục những người đó. Cái 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 tội nghiệp ở đây đó là có những người thực sự là họ muốn loan tin, họ không chỉ có họ tin như thế tôi nói, họ, họ chỉ bị bị loan tin. Đấy. Nhưng mà rồi đó những cái tin đó là tin không có lợi, tức là đối với người ủng hộ trong mà đó họ loan những cái tin về vấn đề um, vụ uh, tấn công tòa nhà quốc hội về okay. những cái tuyên bố Tôi trở sai lại là... vấn đề thế này vấn thì đề à, của ông người trong... mỹ họ có một expression rất là hay dạ. you take it or you leave it nếu mà trong một cái không khí làm việc như thế họ muốn loan những cái tin sự thật dạ. mà xếp đài trưởng Đấy. ban quảng cáo của đài áp lực của họ bảo <laughs> ông nói thế này thì đài mất quảng cáo đó Đấy. thì you take it or you leave Đúng it rồi. họ có quyền ở lại họ dạ. họ có quyền đi họ không thể nào họ ở lại Họ tiếp tục phải nh nhục xong đó. nhục ừ. rồi họ chịu cái tiếng đó thì cái đó là cái giá họ phải trả thôi à. Và một lần nữa, thành phần ban giám đốc Đài phải có những quyết định vô cùng quan trọng bởi vì áp lực của khán giả còn đòi đó là không đi quảng cáo không cung cấp dịch vụ hoặc là không nhận những cái dịch vụ đó nữa, áp lực quảng cáo để rút quảng cáo ra khỏi đài, đài truyền hình Fox giám đốc sợ điều đó xảy ra cho nên cuối cùng gửi email yêu cầu yes, các sứ vụ viên không it, man. nói chuyện và xấu về Trump nữa và đó là phần tin tức nổi bật chiều nay cảm ơn sự theo dõi của quý các khán giả Đinh Quang Thái Hoàng Trọng Thủy xin hẹn lại vào phần tin tức nổi bật ngày mai.